Các bạn thân mến, hôm nay tiếp tục chương trình học tiếng Trung, phần học các cái thành ngữ hàng ngày. Thì phần tiếp theo tôi có giới thiệu cho các bạn cái từ cái thành ngữ tiếp theo là xin hoa lu quang, có nghĩa là kích thích, hưng phấn hoặc là phấn khởi. Đây là một cái từ mang tính chất biểu cảm. Để vào tiếp cái phần này, chúng ta sẽ vào cái phần ví dụ của nó. Chúng ta đọc Giáng chia chia ta in cưa cưa tờ chiếu huân rằng cơ cửa y trần thiên xin hoa lu phăng xiao dũng mản men. Câu này có nghĩa là chị Dương đồng ý với lời cầu hôn của anh trai, làm cho anh cả ngày phấn khởi vui cười suốt. Đấy, cái từ cái câu thành ngữ này là xin hoa lu phăng, vui cơ mừng hoặc là phấn khởi. Chúng ta đọc lại một lần nữa này. Giáng chia chia ta in cưa cưa tờ chiếu huân giang cưa cưa trần giang cưa cưa y trần thiên xin hoa lu phăng xiao dũng mản men. Ở đây chúng ta có cách từ mới như sau. Giáng là tên họ của một người, chị chia là chị, ta yên là đáp ứng, cưa cưa là anh trai, tờ chiếu huân có nghĩa là lời cầu hôn, chiếu huân là cầu hôn, cưa cưa y chẳng then, chỗ này chúng ta dịch có nghĩa là cả ngày hoặc là gì, chẵn một ngày. Xin hoa lu phang, phấn khởi, vui mừng, vui mừng phấn khởi. Xiao dũng có nghĩa là tươi cười, mặt men có nghĩa là trên khuôn mặt lúc nào cũng gì, tươi cười. Xiao dũng mặt men. Chúng ta đọc lại một lần nữa. Giáng chia chia ta in cưa cưa tờ chiếu huân giang cưa cưa y chẳng thiên xin hoa lu phang xiao dũng mản men. Tiếp tục chúng ta sang ví dụ thứ hai. Câu thành ngữ ví dụ thứ hai này, chúng ta đọc Xiao Jun sâu tao lão sư tơ chan mẩy bù yếu tớ xin hoa lu phang phây chẳng khai xin. Câu này có nghĩa là tiểu quân nhận được sự khen ngợi của giáo viên không thể không phấn khởi, rất hạnh phúc, rất cảm thấy hạnh phúc. Chúng ta đọc lại. Xiao Jun sâu tao lão sư tơ chan mẩy bù yếu tớ xin hoa lu phang phây chẳng khai xin. Ở đây chúng ta có các cái từ mới như sau. Xiao Jun này có nghĩa là tên riêng, là tiểu quân, hoặc là chúng ta có thể dịch không cần chữ tiểu này nữa mà chúng ta đọc là quân, hoặc là nói là quân, dịch là quân cũng được. Lão sư là thầy giáo. Sâu tao này là có nghĩa là nhận được hay là gì, là tiếp nhận.
Chan mẩy có nghĩa là sự khen ngợi hoặc là sự tán dương, tán thưởng. Phù yếu tớ có nghĩa là bất giác, bất chợt. Xin hòa lụ phang có nghĩa là câu, cái chỗ này chữ phù yếu tớ này chúng ta có thể dịch là không thể không. Nhờ xin hoa lưu phang là phấn khởi, vui mừng. Phây tráng khai xin có nghĩa là vô cùng cảm thấy là hạnh phúc. Tiếp tục chúng ta có cái câu thành ngữ tiếp theo. Số 3 là mấy khai nhàn xiao. Mấy khai nhàn xiao có nghĩa là mặt mày hớn hở hoặc là cười sung sướng. Mấy là cái lông mày, khai là mở, nhàn là mắt, xiao là cười. Nghĩa là chỗ này là mặt mày cười hớn hở hoặc là cười tít mắt. Chúng ta vào cái phần ví dụ của nó. Ti ti càng hùa tớ mố phan sân giảng trang mấy khai giảng sao tờ y lưu chúng xuế xào bảo quấy trả lại. Câu này có nghĩa là em trai vừa nhận được bằng khen học sinh tiên tiến hoặc là học sinh gương mẫu. Trên đường từ trường về đến nhà mặt mày rạng rỡ, lúc nào cũng cười tươi cười từ trên đường về đến nhà. Ý của câu này nó như thế. Chúng ta đọc lại một lần nữa. Ti ti càng hùa tớ mố phan sân xuế chàng trang mấy khai giảng sao tờ y lưu chúng xuế xào bảo quấy lái bảo quấy trả lại. Câu này chúng ta có cái từ mới như sau. Càng là vừa mới này, hùa tớ là đạt được, mố phan sân chẳng trang có nghĩa là bằng khen học sinh gương mẫu hoặc là học sinh tiên tiến. Mấy khai nhận xeo là mặt mày rạng rỡ hoặc là gì tươi cười hớn hở. Tờ y lù tức là trên đường, chúng xuế xeo từ trên từ trường, bảo quấy trả lại có nghĩa là về đến nhà. Rồi, tiếp tục chúng ta có câu mẫu câu tiếp theo. Khan tao tha la phú mấy khai giảng sao tờ mô dạng ý tình yếu sớm mơ xỉ sự. Câu này có nghĩa là nhìn bộ dạng cười toe toét của anh ấy chắc chắn phải có sự kiện vui vẻ nào. Ở đây chúng ta có từ mới như mô dạng là bộ dạng, xỉ sự là việc sự kiện vui vẻ. Lượng từ của cái kiểu với dáng thì chúng ta nó là bộ dạng thì người ta dùng từ phụ. Khan tao tha na phụ mấy khai giản sao tờ mô dạng ý tình yếu sớm mơ xỉ sự. Nhìn bộ dạng cười toe toét của anh ấy chắc chắn phải có sự kiện vui vẻ nào. Các bạn thân mến, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.